Hôm qua, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về thực hiện nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh đối với thành phố Thủ Đức. Tại buổi giám sát, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo nghị quyết số 131 đã góp phần làm tinh gọn bộ máy, đảm bảo quy mô quản lý phù hợp, phát huy được năng lực sở trường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ viên chức. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng biên chế hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức là 459 người vào cuối năm 2022, sẽ không thể đáp ứng được nguồn nhân lực tham mưu giúp việc của các cơ quan đơn vị trong điều kiện của địa bàn quản lý quá lớn và đông dân. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ cho phép số biên chế công chức viên chức được sử dụng đến năm 2026 theo hướng giữ nguyên số lượng công chức viên chức tham mưu tại thời điểm sáp nhập 3 quận, giảm dần số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Trước những khó khăn về nhân sự, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở Nội vụ rà soát tiêu chí phù hợp thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh để có phương án tuyển dụng sắp xếp phù hợp. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cũng cần sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm của từng phòng ban để nâng cao hiệu quả các công việc được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cần sớm hoàn thiện đánh giá toàn diện hơn việc thực hiện nghị quyết 131, nhất là những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất chính sách phù hợp